Làm gì nhìn tôi dữ vậy? Hả? Cho tôi mượn điện thoại coi đi. Thôi nha, tôi không có nhu cầu sử dụng mấy cái ứng dụng tào lao của anh đâu. Khỏi. Nhanh lên, tôi có ứng dụng này hay lắm. Tôi mới sáng chế ra luôn. Cô may mắn là người đầu tiên được sử dụng đó. Thấy vinh hạnh không? Vinh hạnh ghê. Anh phiền thiệt. Nè, đừng có phá hư cái điện thoại của tôi nha. Xong. Nè, nhìn đi. Đây là ứng dụng có tên là Niu. Cô thấy hai cái chấm không? Chấm màu đỏ sẽ là cô, chấm màu xanh là tôi. Màu xanh là anh mà màu đỏ của tôi á hả? Ừ. Là sao nữa? Đó, cái ứng dụng này sẽ hoạt động khi mà hai người ở cách nhau trong khoảng bán kính 1 km. Ừ, ứng dụng này sẽ thông báo lên để cho mình biết. Đó, coi thử đi. Tôi vừa mới chạy ra đó thôi á, vậy mà cái đốm đỏ nó chạy theo tôi luôn á. Ừ, con chấm xanh vẫn ngồi yên thấy không? Tại tôi vẫn ngồi ở đây. Hay vậy. Hay không? Nó nghe là vậy là từ đây trở về sau hả? Dù là tôi với anh ở đâu thì cũng sẽ xác định được định vị của nhau đúng không? Ừ. Xuất sắc luôn đúng không? Quá hay đúng không? Ê, nó nghe nè, hay là cài cho mẹ tôi cái nữa đi. Này chỉ chơi hai người được thôi à? À. Cũng được. Ê. Hả? Ủa mà nãy giờ khen tôi hoài luôn á. Sao mua thịt nướng tôi ăn vậy? Thịt ăn nữa hả? Ừ. Biết rồi. Ngày mai tôi sẽ mua thịt nướng cho anh ăn. Yên tâm, tôi là tiếp người hứa rồi sẽ giữ lời. Tại vì đường nào thì tôi cũng phải làm một cái buổi tiệc để chia tay căn nhà mà. Đừng lo. Nhìn nữa hả? Xe buýt tới kìa. Tôi đi trước nha. Mua thịt heo tươi về nè. Ủa, đồ ăn quá trời rồi. Con mua thịt heo về làm gì? Thì con tính làm thịt heo nướng với lại Vũ và Mờ á, cũng thích món này lắm. Nên con định làm một bữa chia tay hoành tráng với ảnh. Sao kỳ vậy? Bình thường con nó hay lộn nhau, nó lộn nhau. Con đâu thích nó đâu. Bữa nay sao lại có ý tốt nó vậy trời. Thôi, chạy qua kêu nó đi. Dạ. Chị về làm giùm con nha. Để đây nha. Sao mình lại có thể không lưu số điện thoại của anh ấy được ta? Gái đứa đi để đụng đầu vậy đó hả? Đơn Vũ đâu rồi? Ảnh không có bên nhà thì phải. Ờ, chắc là đi lanh quanh đâu đó chứ gì. Không có đâu mẹ. Con đi vô trong rồi, nhưng mà cũng không thấy đồ đạc gì hết trơn á. Sao kỳ vậy? Con gọi điện cho nó thử coi. Mẹ. Ừ? Con không có số của ảnh. Ủa, hai đứa vậy thân với nhau mà không có số hả? Thì tại vì thân nhau quá, lúc nào cũng bên cạnh hết. Cho nên con...
À, mẹ. Ừ? Đúng rồi, con với ảnh có một cái app. Để con mở lên con coi. Nếu như mà ảnh ở xung quanh đây trong vòng bán kính 1 km thì chắc chắn là con sẽ tìm ra ảnh. Ừ. Sao con? Không thấy gì hết á. Rồi giờ sao đây? Mình ngồi chờ nó hay là mình ăn? Rồi còn thịt heo này nữa. Xong Nghi, giờ tính làm sao? Ừ, thôi hôm nay mẹ con mình cứ ăn mấy món mẹ nấu đi hả? Thịt heo thì mẹ cất lại đi. Hồi nãy mẹ nói đồ ăn nhiều mà. Để lại ngày mai đi, xong rồi có gì anh Vũ anh về thì mình làm cho anh ăn luôn. Tại anh cũng thích thịt heo mà. Cũng được. Cũng may là chưa có bán thùng đá này á. Để lát mẹ ra mẹ mua thêm đá rồi ướp thịt luôn. Thôi thôi mẹ con mình ăn đi. Anh Vũ chưa về hả mẹ? Nè, thông báo tháo dỡ nhà lần cuối đó. Ngày mai bắt buộc mẹ con mình phải dọn đi. Vậy thôi mẹ con mình tranh thủ dọn nhà đi. Nhưng mà phải tìm chỗ ở chứ con. Thì bây giờ mình dọn trước đi rồi tính sao. Cuộc là bây giờ anh đang ở đâu vậy? Có biết là người ta lo cho anh lắm không? Xong Nghi à, vô ăn đi con. Thịt nó chín khét hết rồi kìa.
Sao khoai tây em